chủ nhật ngủ một mạch từ sáng tới trưa, chiều lượn lờ tối đi xem phim ở rạp. Chờ đợi phần này của bộ phim đã lâu, hôm nay xem phim nhất định là sẽ rất vẻ. Ai ôi anh ơi, phim được một lát mắt em khô đau, Tuyên Lệ kêu gào. Ôi thôi xong rồi, phim mình yêu thích chẳng lẽ tôi mắt em cô này làm sao baby, yên tâm đi có à phê nè đi bộ xương nhiều nghĩa nữa lo nát chớp 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 mắt tựa như một phá phép đầy mắt em xanh vui mừng phải cách xa ông vô trùng tết trá mắt gió một bụi vì khuôn cơ vẫn chắc hết màu lè nào mắt vẫn cân hết thoải mái. Cái ngày chủ nhật đi chơi, ôi tự dưng sao đen quá trời, mắt phải dắt, mắt trái khô, có Apenemi đây rồi, trị khẩu mắt nhanh lành vết thương, để cho đôi mắt là cả đại dương, nhỏ mắt đê, nhỏ mắt đê, nhỏ nữa 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 đê. Chẳng ngại đau rát, đã có Apenemi dược tiên phong đó, BFF kia vô trùng đừng lo khô.